hai chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2019. Shop xe đạp Hân My xin giới thiệu mẫu Zan SKF City 2019 phiên bản nâng cấp. Dòng Zan SKF City 2019 phiên bản nâng cấp từ 7 lít thành 9 lít. Sử dụng bộ rúp như sau: tay đề Shimano Altos, cùi đề Shimano Tuner TX, cặp bánh là Shimano Claris, vỏ Zan, nền Zan hai lớp, khung nhôm, sườn nhôm, phụ nhôm, ghi đông bộ tăng cốt yên nhôm, sơn là sơn KMC, sơn chịu tải, trục giữa bạc đạn Nhật tan xanh ghi. Bây giờ shop sẽ chỉ những bộ phận mà đã được nâng cấp lên từ 2019 mẫu bình thường chuyển sang 2019 mẫu cao cấp. Cao cấp thì không có gì gọi là cao cấp nhiều, nó chỉ mắc hơn có 9 triệu, từ 7 triệu 7. Con này thì 9 triệu 1, mắc hơn 1 triệu mấy. Con này là 1 triệu 100 ngàn. Được nâng cấp chuyển đổi từ líp vặn thành líp thả và chuyển đổi hoàn toàn từ bánh không chớn thành bánh siêu chớn để chạy nhanh hơn. Giá thì 9 triệu 100 ngàn. Bây giờ shop sẽ quay cận cảnh những bộ phận đã thay đổi và nâng cấp cho các bạn xem. Thì về phần cơ bản thì xe được chuyển đổi thành tay đề Shimano Altos, càng thắng tay thắng chuyển thành tay Winship, bóp nhẹ hơn, êm hơn, mượt hơn. Tay đề là Shimano Altos 39. Tay đề là Shimano Altos 39. Bao tay vẫn giữ zin truyền thống để cho giá thành nó không thay đổi nhiều. Ghi đông vẫn là ghi đông dạng Zan, ghi đông Zan. Ghi đông Zan. Đang quay. Bô tăng Zan. Khung sườn là khung sườn Zan. Tem chống hàng giả của Zion. Mã vạch của Zion. Cặp đầm phía trước, càng thắng vẫn là sử dụng càng thắng Tetro. Cục gom. Càng thắng gom van cơ, phanh cơ. Cùi đề lip, cùi trục trước Shimano Claris. Trục bánh trước Shimano Claris. Niền cao 20, niền Zan. Vỏ là vỏ Zan XS2 700x32. Vỏ Zan. Giò dĩa. Giò dĩa của Zion luôn. Cùi đề đĩa Shimano Tuner. Sơn là sơn X10 KMC, Shimano X10 KMC hàng da băng, sơn da băng, líp chính, líp thả chính, trục bánh sau là Shimano Claris, trục bánh sau Shimano Claris, cùi đề líp là Shimano Tuner TX, trục giữa đã được chuyển đổi cơ cấu lên thành trục giữa Shimano, trục giữa Zaban tăng Sanji Zaban hàng cao cấp hơn. Khung nhôm, sườn mối hàng, chảy cá, khóa cốt yên Zan, yên là Zion, yên Zion dạng bản lớn, ngồi chống ê mỏi. Yên sau là Zion luôn, chở được 25 kg, tải trọng tối đa 25 kg. Yên này ở đây các bạn sẽ không thấy cái bắt ở đây, nhưng mà nó có một thanh sắt, nó có một thanh sắt lòn ở trong sau cái dè, một thanh sắt dày cỡ ngón cái nè, lòn ở trong cái dè, bắt từ đây lên đây để giấu đi, che đi cái phần thô sơn.
giá xe là 9.100.000, giá xe là 9.100.000. Con này cấu hình đã được nâng cấp thay đổi lên hoàn toàn và nó mạnh hơn dòng F-Cap City 2017 rất nhiều. Ngay cả con F-Cap City 2019 Deep cũng không là nghĩa lý gì. Con F-Cap City 2019 Deep cũng không là nghĩa lý gì. Tại sao mình nói như vậy? Thứ nhất là dòng F-Cap City Deep 2019, những ai đã chạy rồi thì có thể vào comment bình luận là thắng đĩa của con F-Cap City 2019 Deep là loại thường. Bóp chạy thời gian nó sẽ có tiếng kêu lẹt xẹt không tốt. Và cái thứ nhì nữa là trục bánh trước và trục bánh sau của F-Cap City 2019 á, là hàng Đài Loan không thương hiệu đó. Và con F-Cap 2017 cũng vậy, Đài Loan không thương hiệu thì nó sẽ không ngon bằng hàng con này. Con này là trục bánh trước bánh sau là Shimano Claris, hàng có thương hiệu của Malaysia. Mà hàng Shimano các bạn biết rồi, cứ cái nào mà có chữ Shimano vô là siêu bền. Cái thứ ba nữa là cả con 2017, 2019 là sên thường. Sên cộng dây sên là cộng dây sên thường, không phải sên chịu tải. Còn cái này là con này là sên KMC, sên X10 KMC, sên chịu tải. Sên vàng luôn. Cái thứ ba là 2017, 2019 Deep là nó chỉ là 8 lít. Con này là 9 lít, 3 đĩa 9 lít. Cái thứ tư nữa, con này thiết kế ăn về cái phần baga. Baga con này thiết kế nhìn hoàn toàn không thấy cái cây ngang, hạn chế đi. Và nhìn nó rất độc lạ. Nhiều người nhìn vào nghĩ là giống như là cái baga này không có gì để dịnh ở phía trước, nên nhìn nó sẽ thấy không chắc chắn. Nhưng mà thật sự các bạn coi cái video của Ed, Ed là 92kg, Ed ngồi sau Ed đạp luôn cũng không suy nhê gì với cái baga này. Cái thứ tư, con này nó có điểm trừ so với con 2017, nhưng mà 2019 Deep thì nó không ăn, so với nó không ăn thua gì. Nhưng mà con 2017 so với nó thì 2017 hơn nó ở cái là cái yên của con 2017 Lan F-Cap City 2017, yên nó bản lớn thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Còn con yên này bản nhỏ hơn xíu, ngồi sẽ vẫn có hiện tượng không thoải mái bằng, không êm bằng, nói chung không êm bằng thôi. Thì cái điểm tựa này thì các bạn có thể thay cái yên để nó bự hơn. Những bạn mà thích chơi yên bự thì thay cái yên bự hơn để cho nó to hơn. Yên bự thì bự luôn á, bự hơn con F-Cap City 2017 luôn. Hiện tại nếu mà shop bán là cỡ 90.000 một cái đó. Còn con này vẫn được bảo hành chính hãng của Zan F-Cap Zan Việt Nam, bảo hành chính hãng khung sườn lên 5 năm, phụ tùng là 1 năm. Các bạn mua xe Zan F-Cap City 2019 bản nâng cấp, vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. À, con này nó còn một cái điểm nhấn nữa. Do con F-Cap City Deep 2019 và con F-Cap City 2017 bản phiên bản quốc tế á, nó có điểm trừ là vậy. Cái trục bánh trước và trục bánh sau nó là hàng thường, nên khi các bạn quay bánh, quay đạp tới á, các bạn để chạy chớn thì cái clip này nè, cái cùi clip này nè, nó sẽ như nè, nó có hiện tượng nhảy dãy cá, nó nhảy giống như nhảy đuôi cá vậy các bạn, nhảy đuôi cá. Thì khi mà nó nhảy đuôi cá như vậy á thì các bạn chạy sẽ bị mất sức và tốn nhiều thời gian hơn. Tại vì cái bộ phận trục bánh sau của con 2017 nè, 2019 là trục Đài Loan hàng thường nên nó sẽ không tốt. Còn đây là mình đã chuyển đổi nâng cấp lên thành trục Shimano Claris. Thì khi mà các bạn chạy đứng cứng ngắc luôn, để yên là đứng cứng ngắc luôn. Các bạn chỉ rờ tay vô, mình nhìn mắt thường không thấy là nó nhảy, nhưng mà các bạn rờ tay vô, các bạn nghiệm, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại giống như là dùng cái giác quan thứ 6 á, thì các bạn mới thấy là nó nhịp. Còn bình thường nhìn không nhịp. Còn con 2017, 2019 Deep, các bạn quay xong các bạn nhìn vào mắt thường là đã thấy rồi, chứ không cần phải nhắm mắt lấy tay sờ vô, nhìn vô là đã thấy nó nhảy rồi, nó nhịp rồi. Thì sau cái video này thì những bạn nào muốn nâng cấp chuyển đổi con độ lại thành con của mình cho nó hoàn thiện hơn, nó ngon hơn, thì liên hệ shop Hân My. Shop Hân My nhận dịch vụ độ luôn.
Thì để mà chuyển đổi cho cái việc nhảy đó, đó thì các bạn chỉ cần tốn 500.000. 500.000 cho cặp đùm công thay thiết làm hết luôn. À, là dành cho clip thả nha, là clip thả là chỉ 500.000. Còn clip vặn á là phải tốn tiền mua thêm cái clip nữa. Cái clip vặn á là không bỏ vô được thằng này. Các bạn phải mua cái clip thả các bạn bỏ vô. Mà clip thả ở đây bán là 400.000. Ở đây không bán hàng thường, chỉ bán hàng cao cấp. Hàng cao cấp thì 400.000 một cái là tổng phí. Nếu mà những con FKF City mà sử dụng clip vặn mà chuyển đổi lên vậy thêm 400.000 nữa là tổng phí 900.000 để nâng cấp. Còn những con FKF City 2017, 2019 Deep mà muốn nâng cấp lên thì tốn cỡ 500.000 là sẽ nâng cấp được. À, 2019 Deep thì mình còn phải độ thêm, mình phải không đi cặp đùm Shimano Claris, tại Shimano Claris nó không có xài thắng đĩa. Thì muốn vậy các bạn phải tốn thêm một bộ phần tiền nữa, gọi là tiền mua thắng gom để độ lại. Chứ chạy xe mà nó dậy giống như dậy cá vậy nè. Thì những đây là mình nói thì những tay chuyên nghiệp người ta sẽ biết. Khi mà các bạn chạy cái clip nó cà đảo giống như là một cái đuôi cá đang đánh, hoặc là các bạn đang đánh trứng vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái xe nó chạy không ngon, không ổn định và nó mất sức các bạn hơn. Nhưng mà khi các bạn chạy mà cái clip nó đứng cứng ngắc vậy nè, nó không nhảy, thì nó vẫn nhảy nhưng mà các bạn nhìn không thấy, các bạn chỉ lấy sờ hoặc là cảm nhận bằng giác quan thứ 6 các bạn mới thấy được nó nhảy. Còn không, các bạn không bao giờ thấy được hết. Thì những cái clip như vậy, những cái đùm như vậy thì quá tốt luôn. Chạy một thời gian các bạn chạy không bị mất sức và chạy rất ok, rất chuẩn luôn. Đó, thì những ai muốn mua, muốn độ thì vui lòng liên hệ shop Hân My nha. Độ thì thời gian độ là cỡ 1 ngày tới 1 ngày rưỡi, tùy theo thời tiết, lại tùy theo lượng khách hàng đông hay nhiều. Nếu đông quá shop đâu thể tập trung độ được. Độ là phải tập trung làm. Làm thì giờ vắng khách, giờ nghỉ trưa, giờ tối, giờ khuya thì shop mới độ được nha các bạn nha. Muốn độ phải để xe lại đúng 1 ngày. Và trong ngày thì shop chỉ nhận một con, không nhận nhiều. Không nhận nhiều con để nâng cấp độ nha các bạn. Chỉ nhận một con. Rồi thí dụ ai tới nữa muốn độ nữa thì phải ngày hôm sau. Tại trong nhà đã có con đó rồi, mình chỉ tập trung làm một xe cho xong. Xong xe đó rồi mình mới nhận xe khác, chứ mình không nhận hai xe cùng lúc. Thì những ai chơi dòng FKF City, đã mua xe FKF City rồi, mình nói là hiểu. Còn những bạn chưa mua, mình nói không hiểu đâu. Mua đi rồi sẽ hiểu. Là khi các bạn chạy cái clip nó sẽ như vậy nè, nó sẽ không ngon. Mặc dù chạy rất êm nhưng mà các bạn chạy nhanh đó, nó bị nó như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và vận tốc của mình, nó sẽ không ngon hơn. Khi các bạn chạy một con clip đứng cứng ngắc như nè thì nó sẽ chạy mượt hơn, mịn hơn, giảm ma sát nhiều hơn tới 5% luôn, tiết kiệm sức lực mình nhiều hơn, mình có thể đi quãng đường xa hơn 5%. Thí dụ các bạn có thể đi quãng đường, thí dụ từ đây ra Vũng Tàu đó, thì giả sử như các bạn mất cỡ 4 tiếng thì cái con các bạn độ cái con đó lên thì các bạn mất cỡ 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng là cùng. Chào các bạn.